không gây ra những vụ trọng án, không cướp của giết người. Nhưng loại tội phạm này lại có sức công phá, ảnh hưởng cực lớn đến một bộ phận không nhỏ những người có nhận thức chưa chín chắn, lệch lạc, đặc biệt là giới trẻ. Khi ánh hào quang ảo trên mạng xã hội vụt tắt, cũng là lúc phạm nhân quay trở về với thực tại đầy phũ phàng. Sự bồng bột mà ngông cuồng nó đến được những cái điều như thế. Nó đến với tôi cũng cảm giác nó nhanh lắm. Nó được mọi người, cũng có người quý, người ghét, xã hội nó thế. Nhưng tôi không biết giữ mình, thành ra là nó mất hết. Đã từng có thời, cái tên Ngô Bà Khá, hay còn gọi là Khá Bảnh, khuấy đảo không gian mạng với những clip, những buổi live stream ăn chơi tung trời và giảng giải đạo lý về lối sống cho giới trẻ. Bảnh gần như đã mở đầu cho một xu hướng mới, xu hướng của những gã giang hồ mạng. Và điểm hẹn cuối cùng thường gặp của những tay giang hồ không có gì quá ngạc nhiên, khi đó chính là cánh cổng trại giam. Không còn kiểu đầu bờm ngựa vuốt keo chải chuốt, không còn điệu múa quạt mang thương hiệu Khá Bảnh, và cũng chẳng còn cái thần thái oai phong khi chuẩn bị bước chân vào trại giam. Ngô Bà Khá giờ đây đã thấu hiểu, thật sự, bản án 10 năm 6 tháng tù cho hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc là dài hay ngắn. Không sao, đi 10 năm còn gì đâu. Tôi trả lời nhanh thôi là chỉ để mẹ yên tâm thôi. Còn nên xe thùng nước mắt tôi lại rơi. 15 nó là một phần của một đời người không thể nhanh được. Ít ai biết, sự nổi tiếng của Khá cũng xuất phát từ phía sau cánh cổng trại giam, một cách hết sức vô tình. Để rồi chính sự vô tình này càng ngày càng đẩy Khá Bảnh lún sâu vào những sai lầm. Cánh cổng trại giam này khép lại chưa được bao lâu, một cánh cửa trại giam khác đã vội vàng mở ra. Báo cáo cán bộ, đội 33, tổng số 15, nhập trại 15. Nhập trại. Trước cái năm 2017 thì tôi cũng có gây rối trật tự để phải đi giả một bức án là 5 tháng ở trại giam Bắc Linh. Thế đến ngày tôi về thì có một cái clip của anh em quay tôi lên lúc tôi về. Thì từ lúc đó là tôi ra ngoài thì ai cũng biết đến, cũng chào hỏi đó. Tôi để ý thấy bản thân mình cứ quay cái gì hay mình nói cái gì để mình đăng lên trên đấy cũng được nhiều những người xem hơn là những người khác diễn. Và tôi cứ quay những clip đăng lên thôi. Lúc đầu cũng chỉ quay những clip bình thường thôi, nhưng sau thấy có những cái clip mà nó gây phản cảm thì tôi cũng hay lại. Tôi cũng đọc ở trong một cái bài báo thì họ có viết là có những anh chàng Khá Bảnh trai. Thì tôi đọc đến chữ Khá Bảnh trai thì tôi dừng lại, tôi bỏ chữ trai đi. Tôi thấy và hợp vào tên mình, tôi đặt cái tên này từ năm 2015. Bỗng chốc trở thành idol của giới trẻ, Khá bắt đầu kiếm ra tiền từ những phi vụ quảng cáo, đóng phim trên các nền tảng mạng xã hội. Đi đến đâu cũng được chào đón, Khá Bảnh như một loại virus xâm chiếm nhận thức của giới trẻ. Khi vừa có thể kiếm ra tiền, vừa được ăn chơi, mà công việc duy nhất là cầm điện thoại lên livestream, mọi lời khuyên ngăn lúc này đều trở nên vô nghĩa. Cũng có những người nhắc là mình không nên làm cái này và cũng không nên làm cái kia. Như tôi thì chỉ là bản thân tôi thôi. Tôi bảo thủ lắm, lúc đấy vẫn còn trẻ cho nên là thấy mình được lỗi càng ngày càng lỗi hơn thì mình cứ kệ thôi, tự nó lỗi lên dần dần, rồi mình gần như là mình bị ép làm những cái video hàng ngày của những người xem mình, bảo mình làm cái này đi, làm cái kia đi, gần như là mình bị ép ấy. Mình chạy theo cái vòng cuốn thôi. Trong ngôi nhà chưa kịp hoàn thiện vì cậu con trai duy nhất đang phải thụ án trong trại giam, mẹ của Khá cũng như bao bà mẹ khác vẫn luôn yêu thương con mình, dù bất cứ chuyện tồi tệ nào đã xảy ra.
Với bà, Khá vẫn chỉ là cậu bé không may vướng vào con đường cờ bạc. Còn lại, mọi thứ đều đẹp đẽ. Những clip độc hại, những nguồn thu ngày càng lớn lên bất thường, bà đều không hề hay biết. Tôi cũng chỉ lên trên phòng của mình chỉ nằm chỉ khóc, mới không biết cái chuyện gì nô đề ghi thế nào từ bao giờ mà hôm nay vào bắt. Ở nhà luôn ngày live stream, tôi nghĩ là lúc nào cũng live stream trên gác đó. Suốt ngày live stream trên gác không? Có cái gì thì thấy không thấy lô đề gì mà bị bắt thế. Thế sau cô chỉ khóc mới mếu hô, cô buồn lắm. Cái nguồn thu nhập của tôi hay là tôi lỗi hay không mẹ tôi không hề biết. Nhà tôi ở trong quê, mẹ tôi không dùng điện thoại để biết được trên mạng. Chỉ biết những người cứ vào tìm tôi thì mẹ tôi bảo chờ để cô lên gọi thôi. Chứ mẹ tôi cũng không biết là tôi nổi hay gì cả. Cái nguồn thu của tôi thì mẹ cũng không biết. Gia đình kinh tế thì mẹ già, bà già, mỗi kinh tế là do mình thôi. Cũng may mắn được làm ở trên YouTube thì cũng có cái lương nhất định. Giả cho mình thì cũng phương hướng đến xây nhà để cho mẹ ở. Như xây chưa thành thì con đi thì nhà giả giang. Ngôi nhà cũng giống như người đàn bà năm nay đã gần 60 tuổi này. Chỉ có phần xác mà đã mất đi phần hồn. Trên Khá là ba người chị đã lấy chồng, mỗi người một nơi. Căn nhà trống hơ trống hoác vẫn đợi ngày cậu con trai trở về, thực hiện nốt bổn phận của chị Hiếu. Riêng cái thằng Khá thì trông thấy như nó hiền mà nó nói chuyện thật lắm, nó chả có cãi lắm mẹ bao giờ mà được cái là nó lại mau nước mắt. Cái là mau nước mắt, chả biết đi phải cũng đi đẻ cái con này từ cái năm cô 26 tuổi thì mãi tận 32, 33 tuổi mới đẻ Khá đó. Mới đi chùa kêu khẩu với anh con trai, chả biết thế hay là tại cái phúc nhà mình được đó. Bố mất sớm khi Khá đang bị giam giữ tại trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh. Giờ phút lâm chung, ước muốn cuối cùng của ông được nhìn thấy mặt cậu con trai cũng không thực hiện được. Điều đó giải thích vì sao Khá Bảnh luôn coi mẹ là thần tượng duy nhất trong suy nghĩ và cả cuộc đời mình. Tôi ngồi bên cạnh bố lo đó, thì sau em Khá bảo là bố ơi, bây giờ phải có giấy báo tử của bố ấy, thì của xã đó bố chết hẳn thì con mới được về, còn giờ bố chưa chết thì người ta không cho con về. Tôi mất bố từ lúc tôi còn nhỏ, đấy là điều tôi ân hận nhất. Và đến tận bây giờ, mười mấy năm sau khi bố tôi mất, đôi khi tôi vẫn nghĩ về bố mà trong lòng ai lái, ăn năn vô cùng. Cho nên là còn một người mẹ, tôi lúc nào cũng nghĩ về mẹ, thương mẹ, quan tâm mẹ và bảo ban những bạn bè, các em phải thương yêu bố mẹ. Có câu cửa miệng của những giang hồ mạng: nếu gia đình không dạy bảo được, hãy để xã hội tự dạy bảo. Với một con người trải qua quá nhiều va vấp khi tuổi đời còn rất trẻ như Khá, giờ đây đã có thể sống chậm lại một chút để nhìn lại phía sau. Ai mới là chỗ dựa cho mình khi cuộc đời gặp biến cố? Bố nuôi, anh nuôi, chị em giang hồ, tất cả chỉ là hư danh trên cõi mạng ảo. Khi tôi tuổi 30 thì tôi sẽ khác hoàn toàn lúc đấy. Lúc đấy tôi quá trẻ, tôi không nghĩ được. Tôi chỉ thấy rằng mà mọi người thích tôi thì tôi cứ đúng là con người tôi thôi. Chứ tôi không cần phải thay đổi để cho mọi người nghĩ khác hay gì cả. Để đến khi tôi vào đây nhận bức án hơn 10 năm tù, người ta có quan tâm tôi hay có hỏi thăm gia đình tôi, đấy cũng là việc của người ta. Ai quan tâm tôi thì tôi nghĩ tới. Chắc chắn là tôi phải khác rồi chứ. Những ai mình nên chơi hay không nên chơi là mình cũng biết rồi. Khi tôi bước chân đi, dường như tôi cũng muốn những người đấy nó không còn tồn tại trên mạng nữa. Vì những clip của tôi có những clip nó vui vẻ thì không sao, nhưng có những clip nó cũng mang tính chất hơi xấu một chút. Tôi cũng chỉ mong xóa hết những clip của tôi đi thôi. Chứ tôi cũng không cần những cái vinh quang của ngày xưa hay gì cả. Trải qua 3 năm 4 tháng thụ án tại trại giam Hoàng Tiến, tội danh của Ngô Bá Khá lọt thỏm giữa một rừng hành vi của hàng trăm, hàng ngàn phạm nhân khác. Gã giang hồ ngổ ngáo ngày nào dường như đã thấm thía bài học của cuộc đời. Cải tạo tốt, chấp hành tốt, mùa xuân sang năm sẽ là lần đầu tiên Khá Bảnh được xem xét giảm án, nhận sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Xác định công tác thi hành án hình sự là một công tác hết sức quan trọng. Nếu làm tốt được công tác này, nó thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật, cũng như tính nhân văn của pháp luật. Khi phạm nhân mới đến trại thì thường các phạm nhân có tư tưởng hoang mang, dao động, lo lắng,
sợ sệt, thậm chí là có những cái tư tưởng là bi quan chán nản, thì chúng tôi tổ chức giáo dục phạm nhân từng bước nhận thức được cái hành vi vi phạm tội lỗi của bản thân gây ra. Ngô Bá Khá là một đối tượng có một tiền án, một tiền sự và có mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng cộng cán bên ngoài xã hội. Thời gian đầu mới về đội thì phạm nhân Ngô Bá Khá là một đối tượng cứng đầu, ngang ngược, cũng do ảnh hưởng bởi cái lối sống và cái suy nghĩ lệch lạc. Sau khi được nhiều lần được cán bộ quản giáo gặp gỡ giáo dục thì phạm nhân Ngô Bá Khá đã có sự chuyển biến thay đổi trong cái tư tưởng, tích cực tham gia lao động để hoàn thành được chỉ tiêu và định mức được giao. Nếu phạm nhân Ngô Bá Khá chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ và đã khắc phục được 1/2 cái nghĩa vụ dân sự thì đến Tết Nguyên đán năm 2023, phạm nhân Ngô Bá Khá sẽ đủ điều kiện để giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Những bài giao giảng đạo lý của Bảnh chẳng còn mấy ý nghĩa. Đáng cay, phạm nhân này cũng đã nếm trải. Khi chúng tôi hỏi Bảnh có dám tự tin trở lại cuộc sống bình thường, sẽ không bao giờ có những cuộc gặp gỡ như thế này, khá im lặng và chỉ chia sẻ. Không thể coi tù là nhà được, đi tù là điều không mong muốn. Đi tù là cái điều mà xấu xa nhất của cuộc đời xảy ra. Như tôi đang phải gánh chịu đây, giờ chỉ mong cải tạo nhanh để về thôi, chứ không bao giờ coi tù là nhà được. Khá Bảnh ngày xưa không còn nữa, mà khá bây giờ đã khác rồi. Mọi người đừng học hay làm gì theo tôi cả, để rồi phải giống như tôi bây giờ. Tuổi trẻ là sự nông nổi, hiếu thắng, mong muốn khẳng định mình, là sự hơn thua và sợ hãi trước những sai lầm. Nhưng tuổi trẻ cũng có lợi thế là còn đủ thời gian để quay đầu hướng về lương thiện. Chỉ có điều ai là người đủ bản lĩnh để quyết định đường về của mình là dài hay ngắn, xa hay gần.